Hello mọi người, lâu rồi không có làm video cho mọi người. Hôm nay làm video cho mọi người coi nha. Dollar Tree. Vô đây coi mình mua được cái gì trong đây nha cả nhà. Đây là một buổi sáng chủ nhật. Không có đẹp trời lắm, lạnh lẽo. Em đi quay phim cho mọi người coi vòng vòng. Đây nè cả nhà. Xung quanh nè. Đó. Dollar Tree chuẩn bị cho lễ Noel nha mọi người, có nhiều điều hay lắm. Quay cho mọi người coi. Cái này là Halloween nè cả nhà. Đây, người ta bán đồ Noel này. Giặt bếp. Này. Cái ghế nha mọi người. Cái bì. Bao tài. Trên lắm đó, chắc mua bao tài mà. Bao tài nha cả nhà. Ở đây quay phải có cái gì lạ hơn không? Lại cho mọi người coi. Đêm dòng có không khí Noel nha mọi người. Ai cần mấy cái này hộp này đựng mấy cái gift card nè, cũng đẹp lắm. Ở dưới tiểu bang của em mua thì không có thuế, lên đây thì có thuế cho nên đi coi vòng vòng thôi. Đẹp không cả nhà? Nhìn là thấy không khí Noel này. Mấy cái đôi giới này giống như là mình ướt cái gì á, mình treo ngay chỗ cái thân, mấy đứa nhỏ nó hay ướt là ông già Noel cho quà bỏ cái túi này nè mọi người. Đủ màu sắc hết nè. Đó. Lâu phải quay cho mọi người coi chứ để mọi người quên cái kênh YouTube của em rồi. Này. Noel ha. Này bỏ lên cây thông á mọi người. Bông tuyết dễ thương không à, kính thưa các loại về trang trí cây thông nó em dễ thương mọi người, vô đây mua rẻ về trang cây thông à. Nhà thấy không? Đủ loại ha. Merry Christmas, Merry Christmas đi mọi người ơi. Giờ em sẽ đi quay vòng vòng cho mọi người coi. Quay thôi nha cả nhà, không có cái khắp này cũng dễ thương nè. Phải dầm dầm cho mọi người coi. Nó cũng rẻ nữa, có đầm mấy cái à. Đội ấm áp luôn ha cả nhà. Ai cần người ở đâu là tri nha. Không còn một đồng nữa là tất cả sẽ là một đồng 25 nha mọi người. Này mang trong nhà cũng ấm nha mọi người. Đi vòng vòng coi. Bán đủ ha. Đẹp. Mặc quá. Hôm nay có những cái thứ mình cần phải mua lắm mọi người. Viết đủ loại luôn. Đi ra cái này là ha. Kính thưa các bạn, này bỏ trong xe hơi. Này,
Chè kiếm chè cho nó mát. Này gì thế? Sầu dừa ta bỏ vô cái lái xe sầu dừa ta. Wheel cover. Dừa không ta? Em nghĩ chắc không dừa đâu. Số đủ lại ha. Dollar Tree bán đủ thứ hết đó cả nhà. Đây là đồ chơi cho mấy con chó này, dễ thương không? Có con đồng mà. Quá trời dễ thương luôn. Tôi ăn cái đồ đi, đừng để tôi ăn cho nó nè. Ngon lành. Cũng không có cái gì là mềm mềm. Tôi ăn đồ cứng không? Con chó nó ăn được ta. Không biết sao chó nó ăn được luôn á chị Tài. Chị Tài muốn mua cái này cho con chó nó ăn không? Này thịt bò nè, mà em thấy không để ở đâu vậy? Kansas, con mực luôn. Này, con chó nó ăn. Kansas. Thấy cục xương không vậy? Chó nó ăn sausage nè, giống như là gì, xúc xích vậy cả nhà. Bò nha. Đây, cũng thử kép lại. Mua cho con bò nó ăn. Cái này dễ thương, là chị Tài mua mình để đồ ăn cho nó ăn á, thấy không chị Tài? Đây nè, dễ thương ha, chân bò được á. Em thấy khi nó mềm mềm á, chân bò nó ăn cho nó dễ. Mua quà chân bò chị Tài. Đi vòng vòng có nhiều loại để mua lắm nha cả nhà. Nước rửa chén nè. Kính thưa các loại, rửa chén, rửa nồi, rửa niêu ra đây mua. Ngoài chợ bán này 4 đồng các bạn nhỉ. Này cũng tốt, rửa chén, ngon lành thành đạo. Chuối mấy cái xiên cũng ngon. Em có quay nhanh quá cả nhà nói em nha, quay chậm chậm thôi. Làm gì mày đi nhanh dữ vậy? Này đây, Frey Max hả? Ủa trời nè hả, thôi cất lại. Primax không có chơi với trời nè, chơi với Korea ok nè. Này uống tóc ha, cục tóc 28 đồng cũng ngon cả nhà, dịu dàng nhẹ nhàng. Uống tóc kính thưa các kiểu. Sạp bông các loại. Mít in gì đây, không có thấy chữ gì luôn á, mấy cái đến đâu không biết luôn á. Bánh thơm, xà bông cục đồng 2 cục, hiệu này cũng được. Nhớ yum yum yum, yeah. Đồ cột tóc. Mấy cái đồ đựng ốc chén hay cái gì không được. Cái rổ ông đồng vào quá trời luôn vậy. Đồng 3 cái thôi hả? Không được nè. Em thấy là nó đừng có lỗ nước không mọi người. Cái này nó có nước nó ra, đừng có lỗ nhiều quá là được. Xài ok.
này này cũng lỗ nhiều quá vậy. Nào đừng có lỗ không mọi người. Cái này thì nó nhỏ quá, không có lỗ, nhưng mà nó nhỏ quá cũng đậm. Nói chung không bán đồng mà là đồng 25 cent. Em nói lỗ mọi người. Cái cửa hàng này lớn lắm nha mọi người, không có nhỏ đâu. Đồ quấn tóc cũng có nè mami. Không cần phải đem Việt Nam qua đây, đồng mấy cái nè, 8 cái luôn, thay hũ. Cuốn tóc kiểu này cũng được, cuốn tóc lại cho nó đẹp, có bụi vô tóc đó, nhiều hơn mọi người nói chừng luôn. Bên thưa này là mấy cái gift card mua Starbucks hay gì nè cả nhà, cho lễ á, ai uống Starbucks thì mua mình tặng thì thôi. Sơn các loại, kính thương các loại sơn đủ kiểu nha. Này gel polish bị mua vào cũng bán luôn. Đặc biệt này không có cái cây máy lỗ tai giống Việt Nam nha. Mẹ mốt mọi người có qua mua cái cây máy lỗ tai, cái đồ nhọn nhọn nó đã lắm mà nhờ. Ở đây không có bán, đây có bán móng giả. Mua về gắn lên neo, khỏi ra tiệm làm neo luôn mọi người. Kính thưa các loại luôn, almond shape, coffin shape, đủ loại luôn cả nhà. Vô đây là mua đây mỹ phẩm luôn, ngon lành. Yeah, with the red tabs. That's right, because I got the excitement. Feels like crap. It's crazy. Cái này là cái lao tai mùa này không có bị vi trùng nhiễm tai, 99% không có bị vi trùng tai của mình. Cái chai này hand sanitizer cũng được, hàng nước in China đó nhỉ, nước in China. À, cái dầu gội đầu luôn. Cái này gì này, cô hiệu gì đây, tóc nâu tóc đỏ gì này nè. Kinh thưa các loại ha, cái này mấy cái đồ để mình travel nó nhỏ nhỏ, mình đi du lịch nữa cả nhà. Phát theo đem nó theo, không có cái này luôn, băng vệ sinh mà mini luôn cả nhà. Đồng 25 bạc thôi. Nói chung đô la kỳ đủ loại hết, đến nỗi nước cái thuốc của mọi người. Advil nè. Mình đi đâu mình cần Advil cái mình bỏ nó vô. Nhậm mắt. Mua xong đồng với 6 cái là sao ta? Nóng đấy hả? No way. Chắc mở là gì mở à? Cái hộp này đựng thuốc. Tylenol cái kiểu này đồ của em bé. Baby oil luôn. Rồi sao nước không nhỉ? Lỏng lẻm đấy. Kỳ, baby oil gì kỳ. Có đồ ăn luôn nha mọi người. Cũng đậm 25. Đây, burger của các kiểu luôn. Thank you.
mua về làm sinh tố uống cũng đồng, cũng 3 đồng 4 đồng để có giá thôi, chứ nghĩ sao đồng 25 mà bự 5 đồng 5 đồng. À ngoài 1 đồng 5 ra có những loại 4 đồng 5 đồng nha, chứ không phải đô la tươi là chỉ có đô thôi nha cả nhà. Các bạn thấy không, 5 đồng đó. Nó không có về tề giá 5 đồng là nó 1 đồng. Nó có đề là frozen food 1 đồng 55, 1 đồng 55. Qua đây plus là 3 đồng cả nhà. 4 đồng, 5 đồng. Cái bự hơn thì nó sẽ nhiều tiền hơn, mà em nghĩ cái này cũng 1 đồng 55 là sai lầm luôn rồi. 5 đồng. Có đề giá nha cả nhà. Nhiều lắm, kem. French fry, free mud season. Muối giờ mình bỏ microwave thôi à, không có cần làm gì trơn. Microwave ăn nướng thì đâu cả nhà. Còn thêm quay. Ai đồ ăn sáng cũng bỏ vô hầm luôn. Thay mình gì ra mình ra ngoài mình mua thì ra mình mua cái này. Chị em mà qua đây chắc chị em mua hết cái gian hàng này về Việt Nam luôn. Kẹo, kinh thưa các loại. Đó, kẹo này cũng đọc 25 luôn. Bự dữ ta. Nè, kẹo gì có 1 đồng 25 nè. Nước nào sản xuất đây. Không có đề nước nào nè, để tiếng Mỹ không nhỉ? Để tiếng tiếng Brazil. Mình ủng hộ Mỹ chứ mình ủng hộ nước mắt nó kẹo chi ta. Trời ơi. Nè cả nhà. Kẹo dẻo. Kinh thưa các loại, kẹo ngậm. Nè cả nhà. Đồng 25 luôn á mọi người. Chocolate cũng đồng 25 luôn mọi người. Vậy chứ cả năm trời em chưa đụng tới cục kẹo nha mọi người. Quay qua vậy thôi chứ chưa đụng tới cục kẹo. Là vô đây thì em cũng thích cái hàng mà bán đồ Noel hơn. Pin. Mùa này bán pin nhiều nha cả nhà, tại vì bỏ vô mấy cái đồ chơi á. Đèn đuốc thì cũng cần pin như mấy cái đèn này cả nhà. Mình cần pin hết rồi. Cái này em nghĩ mình cũng cần pin nè. À, ông già này cũng cần pin nè. Cho nên mua pin bỏ vô nha mọi người. Mùa này là mùa bán pin. Này cũng bỏ pin vô. Mấy em bé vô đây em lại rã cái hàng này coi nó vui mắt lắm, cả nhà xanh xanh đỏ đỏ nè. Hồi trước ba mẹ em bên đây, ba má em bên đây mùa này là đi vô đây coi nè, quá trời đẹp. Đồ nó em, cái này là mấy cái quà cả nhà, mình mua quà cái mình bỏ vô nè mọi người. Mấy quà bỏ vô đó mọi người. Bao tay. Mùa này lạnh lắm, đi ra đường phải đeo bao tay vô. Lạnh lắm nha cả nhà. Vô đây mua bao tay nè. Đồng đôi, ấm áp. Ok, bye bye cả nhà. Tiếp mục giới thiệu quà Noel của em là hết rồi. Và cái cây này 5 đồng hả? Quá đã. Xong rồi, cái packing ở Mỹ nè mọi người, quay sơ sơ cho mọi người coi cái packing ở Mỹ. Ok,
Ok, em kết thúc video của em tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo của em. Xin chào, bye bye.